Ok, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Tự học đồ họa. Và trong video ngày hôm nay thì tôi sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu cái cách để chúng ta có thể lọc cái nền phông xanh của các cái video một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất bằng phần mềm Premiere. Và các bạn lưu ý rằng đây là một cái video hướng dẫn lọc nền bằng phần mềm Premiere dựa trên những cái video mà tôi đang có được. Cái việc mà các bạn sử dụng những video khác nhau với chất lượng khác nhau sẽ cho ra một cái phương pháp, một cái cách làm nó khác một chút. Và đây là những kiến thức nền tảng nhất, cơ bản nhất mà các bạn có thể áp dụng. Sau đó thì các bạn hãy áp dụng nó một cách linh hoạt vào cái trường hợp thực tế của bạn để giải quyết nó. Ngoài ra thì trong video này thì tôi có sử dụng thêm một cái plugin cắm bên ngoài, tức là một cái plugin khác sử dụng để tiến hành cái quá trình lọc nền. Và cái nền của tôi đang sử dụng ở đây là một cái nền có màu xanh lá cây. Có thể khác với các bạn một chút là các bạn sử dụng màu xanh blue ấy, cái màu xanh nước biển hoặc là màu xanh da trời thì tùy. Tuy nhiên thì cái cách làm nó cũng tương tự thôi. Và cái plugin này thì tôi sử dụng và tôi sẽ để ở phần mô tả của video để các bạn có thể dễ dàng tải về, làm sao để chúng ta có thể thực hành và chúng ta làm được một cách chính xác nhất và hiệu quả nhất, đáp ứng được công việc của các bạn. Ngoài ra thì bạn cũng có thể xem cái video hướng dẫn cài đặt plugin này ở ngay cái đường link mô tả của video để chúng ta có thể cài đặt được nó các bạn nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu cái cách để chúng ta có thể lọc nền cái video bất kỳ của chúng ta bằng phần mềm Premiere. Bắt đầu thôi. Và đây là phiên bản Premiere CC 2017. Tôi không sử dụng các phiên bản tốt hơn bởi vì cái card đồ họa của tôi nó chỉ hỗ trợ đến cái phiên bản CC 2017 thôi. Còn các phiên bản cao cấp hơn thì cái card này nó tương đối là cũ rồi, cho nên là nó không sử dụng. Và quay trở lại với cái chủ đề ngày hôm nay của chúng ta thì tôi sẽ bắt đầu làm việc với các bạn. Thì trước tiên chúng ta cứ tạo ra một cái file làm việc mới bằng cách là nhấp vào phần New Project nhá. Đây thì tôi đặt tên là hướng dẫn. Và vẫn là các định dạng như thông thường thôi. Và tôi nghĩ rằng là các bạn đều biết cái này cả rồi, cho nên là chúng ta mới tìm kiếm đến cái phần lọc phần nền, đúng không nào? Trong phần giao diện của chúng ta thì tôi sẽ chuyển sang phần project, và trong này thì tôi sẽ thêm một cái video để chúng ta có thể tiến hành lọc nền vào. Và tôi sẽ sử dụng cái video này. Đó. Sau khi thêm được vào rồi thì tôi sẽ kéo thả cái video này sang phần thanh timeline. Ở các phiên bản cũ thì chúng ta không kéo được thanh timeline nhé, mặc dù là tôi vẫn phải nói lại như vậy để trong trường hợp các bạn, một số bạn không quen thì chúng ta có thể sử dụng được. Rồi, và như các bạn đang thấy ở đây tôi đang có một cái video, là một cái video quay phông phông xanh lá cây, và chất lượng của video thì không tốt lắm bởi vì tôi đang sử dụng cái cam trước của máy Oppo F7 và để ở trong nhà thôi, cho nên là nó không được tốt. Đèn thì tôi đang sử dụng một cái đèn là đèn sợi đốt, và khi mà các bạn sử dụng phông lá mạ thì nếu như các bạn không chuyên thì các bạn nên sử dụng cái đèn sợi đốt thay vì cái đèn neon hoặc là các loại đèn mà ánh sáng trắng thì nó sẽ bị ám xanh nhiều hơn. Cho nên là chúng ta sử dụng đèn sợi đốt nó sẽ tốt hơn các bạn nhé. Rồi, thì chất lượng của cái video này nó cũng không tốt lắm nhưng mà chúng ta vẫn xử lý, bởi vì công việc thì đôi khi chúng ta không thể nào set up được một cái môi trường mà có ánh sáng thực sự tốt được, đúng nào? Thì trước tiên để chúng ta có lọc nền thì chúng ta cần phải loại bỏ những cái phần thừa, tức là những cái phần mà tại đó cái đối tượng, cái nhân vật chính của chúng ta không tương tác vào. Ở đây tôi sẽ chọn nó, chọn video, nhấp đúp vào video, đúng không ạ? Tôi thu nhỏ nó lại một chút như này để chúng ta dễ cắt hơn thôi. Sau đó thì các bạn nhìn sang cái phần thanh, cái bảng Effect Control, và nếu như các bạn không thấy Effect Control thì các bạn có thể vào trong phần Windows và các bạn tìm thấy cái phần Effect Control, phím tắt của nó là Shift F5 ở đây này. Đó. Ở trong phần Opacity thì các bạn sẽ nhấn cái nút để cho sổ xuống này, và chúng ta sẽ nhìn thấy có một cái biểu tượng là hình cái bút, tức là pen của chúng ta đó. Các bạn sẽ nhấp một cái vùng để bao lấy cái phần mà đối tượng của chúng ta không tương tác vào. Đó, tôi sẽ chọn như này. Được chưa? Thì lúc này chúng ta đã chọn xong. Nhưng mà khi chúng ta nhấp ra ngoài này, các bạn thấy là cái đường viền của cái đối tượng của chúng ta nó hơi mờ, nó bị nhòe nhòe á. Thì để có thể loại bỏ phần nhòe này thì các bạn sẽ chọn lại, đúng không? Và ở trong cái phần Mark Fairer thì chúng ta sẽ giảm nó xuống về không để chúng ta có một cái độ sắc nét cho cái video của mình. Và lúc này thì chúng ta có thể phóng to cái video của chúng ta quay lại với trạng thái ban đầu. À, còn một điều mà tôi chưa chia sẻ với các bạn đó là để có thể hiển thị được cái hình nền sọc caro, tức là biểu tượng của nền trong suốt ấy, thì các bạn sẽ vào trong phần hình cái clay này, chúng ta nhấp vào đây và chúng ta sẽ chọn vào phần transparency grid. Đó, chúng ta chọn vào hình đen đúng không? Và chúng ta chọn lại thì nó sẽ trong suốt như này. Rồi, và bây giờ thì tôi sẽ chọn cái đối tượng của tôi và tôi trở lại, trả lại cho nó với kích thước như ban đầu của nó như này để chúng ta bắt đầu lọc nền.
Thì lọc nền như tôi chia sẻ ban đầu là chúng ta sẽ có hai cách. Cách thứ nhất là chúng ta sẽ sử dụng cái phần mềm, cái ứng dụng mặc định được phát triển bởi Adobe. Thì để làm được điều này các bạn sẽ vào trong phần Effect này. Các bạn sẽ nhìn xuống phần Video Effect, các bạn chọn xuống và các bạn sẽ kéo xuống dưới, chúng ta sẽ thấy có một phần Key In. Thì cái phần mềm nào của Premiere đều có này thôi, các bạn nhấp vào, đúng không ạ? Và các bạn sẽ chọn vào phần Ultra Key. Cái này thì rất nhiều anh chị giới thiệu rồi. Đó. Và lúc này thì các bạn nhìn lên trên cái phần Effect Control của chúng ta, các bạn thấy có phần Ultra Key ở đây và phần Key Color thì chúng ta sẽ lấy mẫu màu, đúng không? Vì tôi không muốn nhắm đến cái này cho nên là tôi nói nhanh một chút. Nhấp vào thì nó sẽ lọc nền. Các bạn thấy. Đó, thì sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục điều chỉnh ở phần Output này. Chúng ta chọn Alpha Channel để chúng ta nhìn thấy màu đen như này, và chúng ta điều chỉnh ở cái phần Highlight và Shadow cũng như là Fluency để chúng ta có thể thay đổi được cái mức độ ảnh hưởng. Nhưng mà các bạn thấy rằng là chúng ta điều chỉnh thế nào thì nó cũng rất là khó khăn, đúng không ạ? Đó, rất là khó để chúng ta có thể lọc sạch cái nền. Kể cả phần này cũng vậy. Cho nên là tôi mới hướng dẫn cho các bạn một cái cách khác. Chúng ta sử dụng một cái công cụ gắn ngòi. Và tôi sẽ loại bỏ Ultra Key này bằng cách là click chuột phải này, chọn Clear để chúng ta xóa nó. Là một cái công cụ có tên là Robot Key. Đó, Robot Key này thì trong này nó sẽ có hai cái. Một là Robot Key Movie Blue và một cái là Robot Key Movie Green. Thì các bạn sử dụng loại phông nào thì các bạn sẽ sử dụng cái plugin đó cho cái video của mình. Ở đây thì tôi đang sử dụng cái màu green cho nên là tôi sẽ chọn cái phần Robot Key Movie Screen này. Tôi sẽ kéo vào đây. Đó, lúc này chúng ta sẽ có một cái phần Robot Key nằm ngay phần Effect Control. Và tôi nhắc lại rằng là để cài đặt được cái plugin này thì các bạn xem ở phần mô tả của video để chúng ta có thể tải về và cài đặt cho máy tính của mình. Rồi, tiếp tục về cái việc sử dụng thì nó cũng tương tự như Ultra Key thôi. Trước tiên là bạn sẽ chọn vào phần Key Color để chúng ta lấy màu. Chúng ta nhấp vào hình biểu tượng hút màu này. Sau đó thì chúng ta di chuyển sang phần video của chúng ta. Và lúc này thì các bạn thấy rằng là chúng ta sẽ có rất là nhiều vùng khác nhau. Bởi vì video của chúng ta không tốt cho nên là nó chuyển từ vùng tối này sang vùng sáng cho đến vùng xanh nõn chuối như này. Thì các bạn cứ nhấp vào một cái phần nào đó mà có cái mức độ về màu sắc nó mang tính chất trung bình. Tức là nó không đậm quá, nó không nhạt quá, chúng ta nhấp vào. Thì các bạn thấy rằng là sau một lần nhấp thôi, cái video của chúng ta nó đã được lọc nền tương đối là kỹ rồi. Để xem lại thì ở trong phần view của chúng ta ấy, các bạn sẽ chọn vào đây và các bạn chọn Mid. Đó. Thì các bạn thấy này, ngoài cái phần đối tượng của chúng ta thì nó vẫn còn những cái phần màu xám xám như thế này. Có nghĩa là cái việc xử lý nền vẫn đang còn có vấn đề và chúng ta cần phải xử lý. Thì để xử lý một cách cơ bản nhất và loại bỏ bớt những cái phần thừa này thì các bạn sẽ nhìn xuống, chúng ta có phần Shadow này, Clip Black này, Clip White. Thì mỗi một cái kênh màu này nó sẽ quản lý một cái màu sắc nào đó. Ví dụ như Clip Black thì tức là chúng ta điều chỉnh chủ yếu những cái phần mà có độ xám, độ tối của nó cao hơn để loại bỏ này. Này, tôi có thể điều chỉnh một chút. Bạn thấy không ạ? Chúng ta điều chỉnh đến đâu thì nó sẽ mất đến đó. Đó, chúng ta có thể điều chỉnh tối đa lên 100% hoặc là như nào đó thì tùy. Tại sao tôi lại không đưa ra một cái thông số cố định? Bởi vì mỗi một cái chất lượng video, mỗi một cái cách chúng ta set đèn, set phông, nó sẽ quyết định đến cái việc chất lượng của cái video chúng ta thêm vào và chúng ta chỉnh sửa như nào đó. Ở trong phần Shadow này cũng vậy, các bạn thấy là chúng ta có thể điều chỉnh này để xem nó như thế nào. Và thông thường thì cái phần Shadow và phần Clip White này thì chúng ta giữ nguyên 100% và các bạn chỉ điều chỉnh ở phần Clip Black thôi. Đó. Tuy nhiên thì khi mà các bạn chọn vào phần View và các bạn chọn vào phần Research này thì các bạn thấy là nó vẫn có cái gì đó chưa được tốt lắm. Tôi sẽ thêm một cái nền vào cho các bạn xem nhé. Đó. Thì bỏ phần âm thanh đi, an linh và xóa âm thanh, đúng không ạ? Các bạn thấy là nó cũng khá ok rồi. Nhưng mà để có thể tốt hơn và tốt hơn nữa, và trong một số trường hợp đặc biệt thì các bạn cần phải điều chỉnh một chút ở trong cái phần là kéo xuống dưới này, chúng ta sẽ thấy có một số phần liên quan đến phần contrast mask này. Và dưới này chúng ta sẽ có thêm một số cái thuộc tính liên quan đến
white gray skin, white gray này, skin hue color này, blue và screen gain. Thì cái phần này chúng ta sẽ điều chỉnh lại một chút, và thông thường thì chúng ta hay điều chỉnh ở cái phần blue để làm gì ạ? Để loại bỏ bớt những cái ám xanh của cái đối tượng của chúng ta nó tác động vào, của phần nền tác động vào. Đó, các bạn thấy này, nó sẽ thay đổi ở cái phần ghế của chúng ta. Đó, thì chúng ta sẽ điều chỉnh một cách tương đối thôi. Để làm sao ạ? Để có được một cái màu sắc nó tốt nhất. Và phần white gray này cũng vậy, sẽ giúp cho chúng ta điều chỉnh này, các bạn nhìn này. Đó, trong trường hợp mà nó có những cái mảng vàng vàng như này thì chúng ta điều chỉnh lại ở đây để mà loại bỏ nó được cách tốt nhất như chúng ta mong muốn. Phần skin hue color này cũng vậy, chúng ta cũng có thể điều chỉnh lại một chút này để mà lấy và loại bỏ, làm sao để loại bỏ phần nền tốt hơn. Đó, các bạn xem này. Thì đây là cái trường hợp mà cái phần nền của chúng ta, cái ứng dụng của chúng ta nó đã cho phép chúng ta tạo ra một cái video khá là ok rồi, khá là đẹp rồi. Nhưng vẫn có những trường hợp mà chúng ta sẽ dư ra cái phần viền. Giả sử như các bạn có một cái viền nhá, cái viền của chúng ta mà nó có cái viền nó lọc không tốt, tức là cái phần viền giữa người và cái phần viền và nền nó bị trùng lặp nhau á, thì các bạn lúc này các bạn sẽ không nhìn thấy chúng ta có một cái biểu tượng stroke ở để mà chúng ta thu hẹp nó vào ở đây. Thì có một cái giải pháp cho các bạn là chúng ta sẽ sử dụng thêm cái Unchaki vào. Đây, kéo phần Unchaki vào video đúng không ạ? Lúc này thì các bạn kéo xuống phần Unchaki ở trong cái phần Made Cleanup này, các bạn chọn vào đây. Phần Choke của chúng ta kéo lên một chút thì chúng ta sẽ thu hẹp cái đối tượng vào đúng không ạ? Các bạn thấy thu hẹp vào không ạ? Đó, thì chúng ta sẽ loại bỏ cái phần viền của chúng ta tốt hơn. Đó là trong trường hợp mà chúng ta tồn tại cái viền. Và lúc này thì cái video của chúng ta đã được lọc nền tương đối là tốt rồi. Và nhiệm vụ của bạn chỉ làm sao thay đổi nó và đặt nó vào một cái vị trí như các bạn mong muốn thôi. Các bạn có thể xem thử lại ở đây này. Đó, bạn thấy không ạ? Để cho các bạn dễ hình dung hơn thì tôi sẽ thêm cả cái video vào nữa. Tôi giảm opacity xuống nhá để cho nó khỏi dính bản quyền. Đó, sau đó thì các bạn nhìn này, tôi bắt đầu chạy video này, đúng không ạ? Thì các bạn thấy rằng là cái video của tôi đã được lọc nền rất là tốt rồi, và nó rất là ok với cái ứng dụng mà tôi đã hướng dẫn cho các bạn ở đây là Movie Key, Robot Key Movie Screen. Đó, các bạn có thể cài đặt, xem hướng dẫn cài đặt và tải về cũng như là cài đặt cho phần mềm Premiere của mình. Mong rằng với một cái chia sẻ ngắn như vậy của tôi sẽ giúp cho các bạn có được một cái nhìn tổng quan hơn về cái cách để chúng ta có thể lọc nền ở bên trong phần mềm Premiere, cũng như là giúp cho các bạn có thể giải quyết được cái vấn đề, cái bài toán mà các bạn đang gặp phải khi mà chúng ta sử dụng Unchaki. Ok, nếu như bạn thấy video này vẫn hữu ích như mọi khi thì bạn đừng quên cho video này một like, ấn nút share để chia sẻ video đến với bạn bè của mình. Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm kênh Tự Học Đồ Họa thì bạn đừng quên ấn nút subscribe kênh, bật chuông thông báo để theo dõi các video mới nhất trên kênh. Trong trường hợp bạn thấy video này cần cải thiện về vấn đề gì thì bạn đừng ngần ngại để lại ở phần bình luận những ý kiến đóng góp cũng như là mong muốn của các bạn. Tôi sẽ đọc, tiếp thu cũng như là cải thiện chúng ở trong các video tiếp theo. Từ đó có thể ra được những video hay hơn, chất lượng hơn để gửi tới các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Xin chào.